vọng và kiêu căng dễ đưa con người đến bờ vực thẳm, thậm chí lao xuống hố rồi mà vẫn tưởng mình còn sáng suốt. Bảo đao Đồ Long là một cây đao do con người làm ra. Võ lâm chi bảo, đó là những từ hoa mỹ khiêu gợi những ham muốn điên cuồng, khiến cho một số người u mê tự đi tìm sự hủy diệt bản thân cho những mục đích vô nghĩa. Nhưng gần như là quy luật của muôn đời, chỉ có những người với nghĩa tình cao đẹp mãi mãi cùng vui sống hạnh phúc bên nhau. Xin gửi đến quý vị kịch bản Triệu Minh Quận Chúa, tức cô gái Đồ Long của Hoa Phượng Hà Triều. Ta không phải là ta của trời Tây vực, nơi mùa đông tiết độ ngựa cứng buồn. Sa mạc giàu thu có hồng như vết máu, khe núi chiều đưa trần vô thành. Tướng quân kính chào quận chúa. Tướng quân là người Tây Vực à? Thưa không, tại hạ là người ở Trung Nguyên, mồ côi mẹ từ 8 tuổi, cha đã đi tu. Tại hạ nhờ kẻ thù tha cho sống sót, rồi phiêu bạt và thụ học võ công ở Tây Vực. Kẻ thù của tướng quân là ai vậy? Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn. Tạ Tốn? Vậy hắn đã bị tích trốn giang hồ quá 20 năm nay. Tại hạ đã thề rửa mối thù gia tộc, nhưng kẻ thù chưa tìm được, mà tại hạ ngày càng đi sâu vào quảng lộ. Rồi đêm nay bỗng nhớ tiếc thời ngang dọc ở núi rừng xưa phải không? Lời thơ của tướng quân làm cho tôi nhớ tới quê hương. Quê hương tôi cũng có mùa đông tuyết đổ, và những đứa bé suốt ngày luyện cung tên ghi khắc một lời thề: sẽ gồm thấu thiên hạ lúc ngồi trên lưng ngựa. Không lẽ quận chúa tin rằng bạo lực là lẽ sống của người Mông Cổ? Tướng quân hãy ngẫm lại coi, tại sao Hán tộc để mất Trung Nguyên, và những người tự xưng là hào kiệt kia lại hết bụi trong ngôi cổ tháp? Quận chúa chỉ biết cái nhất thời. À, tướng quân cho cái gì là vĩnh viễn? Thưa quận chúa, hơi thở của ta là vĩnh viễn. Cha, chẳng hạn như con nói nhiều quá, phải phí bao nhiêu hơi thở, do đó mạng sống của con chỉ còn là cái nhất thời. Dạ thưa cha. Ngồi im. Người ta có thể tin tưởng vào sách vở thánh hiền là chỉ khi nào khí giới rửa sạch ở sông Ngân, bầy ngựa chiến vào tàu thành thơi nhơi cỏ, ao chiên chẳng còn dùng, gom cả vào kho cất dự. Cha biết không, nay Mông Cổ chúng ta đã chiếm Trung Nguyên, nhưng khắp nơi binh lửa vẫn ầm ầm. Thì đâu có sao đâu cha. Cái vĩnh viễn và nhất thời vẫn còn biến chuyển đổi thay, thì làm sao Triệu Minh con gái tôi có thể hiểu ra câu nói ít lời mà nghĩ cao vời cần phải nghĩ suy. Dạ thưa cha. Triệu Minh. Dạ. Con đã giam giữ những ai trong cổ tháp? Thưa cha, hiện giờ còn người trưởng môn của phái Công Luân và một nữ môn đồ của phái Nga Mi. Phái Thiếu Lâm không có. Thưa, con đã cho chém đầu thần tăng không tính của phái Thiếu Lâm. Còn Diệt Tuyệt Sư Thái đã tự ải vì nhục nhã sau khi truyền ngôi trưởng môn lại cho nữ môn đầu là Chu Chí Nhược. Còn một phái võ nguy hiểm nhất của triều đình. Thưa cha, cha muốn nói tiếp võ phái nào? Còn há không biết võ phái nào nguy hiểm nhất hay sao? Tuy ở Vương Phủ, nhưng ta đã từng nghe biết bao người kính phục một người thôi. Hầu hết những chỗ nổi lên đều dưới tay tên bần chân vô kỵ. Con đã gặp biết bao hào kiệt Trung Nguyên, nhưng chưa một lần nghe nhắc đến gã kia tên vô kỵ hả? À, nghe rất là lạ tai. Con nói vậy tưởng rằng ta tin lắm rồi chăng? Dạ thưa cha. Im. Cha biểu con im hoài. Thôi im đi. Ta nói lại lần chót, nếu vô kỵ còn sống ngày nào
thì ngày đó ta chưa yên giấc. Thưa cha, cha dạy con đi, con phải làm cách nào bây giờ? Phải bắt cho được Vô Kỵ và lấy cho được đồ Long Đao bằng mọi cách. Cha đi lo việc khác đây. Cha! Thành tướng quân, tối nay tướng quân trở về đội cận vệ của Dương phủ đi, khỏi cần theo tôi nữa. Thưa quận chúa, tại hạ chỉ e cho thân cành vàng lá ngọc của ai kia, như chiếc nhạn giữa trời sông mù mịt muôn phương biển giáo rừng hương. Đêm dài giọt mưa rơi theo từng trăm lần, sợ sóng thưa làm lạnh má xuống hồng, rồi tràn trọc cơn nồng. Hai những đêm trăng rụng non xa, sương long lắng đài vang, gió khuya khẽ toát qua tường, làm sao chia sẻ nỗi buồn. Tôi vô cùng cảm tạ lòng lo lắng của tướng quân, nhưng mà tôi không thể nhận một người hộ vệ chỉ chuyên dò xét hành tung của tôi. Kính chào giả biệt. Đây đi, đưa Hà trưởng môn và Chu cô nương ra đây. Tuân lệnh. Còn tiểu tùy khốn nạn, chưa gặp là đã chửi rồi. Hai người có biết hiện giờ đồ Long Đao về tay ai không? Người giữ đồ Long Đao là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, nhưng hắn đã biệt tích giang hồ trên 20 năm nay rồi. Không còn ai biết hắn ở đâu sao? Nếu muốn biết, ngươi cứ tìm hỏi Vô Kỵ. Hả? Vô Kỵ à? Hình như nàng mừng rỡ khi nghe thốt ra hai tiếng Vô Kỵ, và dường như nàng khó chịu thì phải. Quân! Dạ! Đem Hà trưởng môn vào tháp. Tuân lệnh. Con tiện tì, ngươi cứ giết ta đi. Tôi mới làm chuyện đó hôm qua với không tính thần tăng, hôm nay cho đao phủ nghỉ tay một bữa. Quân sĩ! Dạ! Giam giữ hắn vào cổ tháp. Tuân lệnh. Con tiện tì khốn nạn triệu minh. Chu cô nương, cô nương đâm Vô Kỵ một kiếm trên Quang Minh đỉnh, còn tình nghĩa gì nữa đâu mà cô nương giận dỗi khi nghe tôi nhắc tới tên Vô Kỵ. Đó là việc riêng của ta và Vô Kỵ, không có can dự gì đến người. Sao lại không? Vô Kỵ có tình cảm với cô nương. Rồi sao nữa? Rồi tôi có cảm tình với Vô Kỵ được không? Nữa ta, tiên sư ta đã chết vì bị mi làm nhục, mi còn đoạt ỷ thiên kiếm của bổn môn. Có giỏi hả thì mở trói đi, rồi mi sẽ biết tay Chu Chỉ Nhược này. Cô nương nên biết, chất độc thập hương nguyễn cân tán chưa tan hẳn thì sức lực của cô nương chưa được phục hồi. Trước khi mở trói, tôi xin mạng phép được rạch mặt cô nương, thử coi Vô Kỵ còn yêu quý cái sắc đẹp này nữa không cho biết. Quân! Dạ! Ra tay! Tuân lệnh! Hãy dừng ta lại! Kìa! Trương giáo chủ! Sao lại uy hiếp tôi? Nếu nàng cho quân rạch mặt Chu Chỉ Nhược thì ta rạch mặt nàng ngay bây giờ. Vô Kỵ đại ca! Quân! Dạ! Lui! Tuân lệnh! Coi kìa! Tôi đã bảo quân lui rồi mà sao đại ca còn vịnh vai tôi hoài vậy? Quên! Này triệu cô nương. Dạ. Nếu hồi nãy tôi muốn giết cô nương thì chẳng khó gì. Dạ phải, bây giờ đại ca giết cũng chưa muộn mà. Nhưng tôi muốn đường đường chính chính gặp cô nương ở chốn xa trường, còn hiện giờ cô nương nên nể tình tôi mà mở trói cho Chu cô nương và thả tất cả những hào kiệt đã bị bắt giam trong chùa Giang Pháp. Ơn cô nương có ngày tôi đền đáp, dầu chúng ta chẳng đổi trời chung, nhưng sự sao cho đáng mặt anh hùng. Tôi sẽ vâng lệnh của đại ca, tôi thề thả họ ra, nhưng đại ca phải hứa bằng danh dự là sẽ hết lòng hết sức giúp tôi, phải vì tôi mà thực hiện ba điều. Miệng đừng trái với lương tâm và trái đạo hiệp nghĩa giang hồ thì tôi sẽ hết sức làm ngay. Điều thứ nhất là đại ca cho tôi nhìn thấy đồ Long Đao. Đại ca! Đại ca đừng có tin lời con yêu quái đó, nó đã cướp được ỷ thiên kiếm còn muốn chiếm được đồ Long Đao. Đó là hai bảo vật mà trước khi chết tiên sư đã trói lại. Tôi chỉ cần thấy chứ không có cướp. Điều đó đại ca có thể giúp tôi được không? Nhưng đường đi thì xa xôi lắm,
cần phải đi thuyền. Chuyến đi chuyến về khoảng 3 tháng, cô nương có chịu nổi không? Chỉ sợ người ở nhà chịu không nổi thôi, chứ còn tôi được đi du lịch là tôi thích lắm. Tôi bằng lòng điều thứ nhất, còn hai điều kia? Bây giờ thì tôi chưa nghĩ tới, khi nào cần tôi sẽ nhờ đại ca sau. Quân! Dạ! Mở trói cho hai người này. Tuân lệnh. Đại ca, nếu đại ca nhận lời đi với Triệu Minh á, thì từ đây về sau đừng có nhìn mặt tôi nữa. Hiền muội, hiền muội hiểu lầm tôi rồi. Tại hạ muôn vàng cảm tạ Trương giáo chủ. Và không dám, xin tiễn chân hà trưởng môn. Vĩnh biệt đại ca. Khoan đã, có phải con bé này là trưởng môn của phái Nga Mi không? Đúng, cô nương này là Chu Chỉ Nhược, trưởng môn mới của phái Nga Mi. Còn bà là ai? Bà, ta là kẻ thù của Diệt Tuyệt Sư Thái. Nhưng nay mụ ấy đã chết rồi, ngươi hãy thay mặt y mà giữ danh dự cho phái Nga Mi. Đó, không đi, dắt đi. Khoan đã, tội nhân ta đã thả, không ai được quyền bắt lại. Ta bắt ai thì làm gì ta? Bà hãy đỡ. Có phải mi đã cướp ỷ thiên kiếm của phái Nga Mi chăng? Chính nhờ thanh kiếm đó mà Diệt Tuyệt Sư Thái đã thắng ta. Nay con bé này phải đền tội. Không đi, đeo con bé này đi. Khoan đã. Còn ngươi, nếu muốn tranh hơn thua, hãy đợi chừng 10 hôm nữa ta sẽ dùng bảo đao đồ long mà đấu với ỷ thiên kiếm của ngươi. Hả? Sao? Bà chỉ cần 10 hôm là có bảo đao đồ long à? 10 hôm nữa ta sẽ đúng hẹn tới đây. Tám nữa. Không xong rồi. Có lẽ nghĩa phụ tôi sắp bị hại vì người đàn bà la mặt này. Tôi phải theo mới được. Khoan đã đại ca. Vậy à? Dạ, chúng ta cùng đi. Đi đại ca. Triệu Minh. Dạ. Con định đi đâu đó? Dạ. Hả? Con gã nào đây? Dạ thưa cha, con đã tìm ra tung tích thanh đồ long đao vô. Dạ, do tráng sĩ này hướng dẫn nè. Triệu Minh con. Dạ. Vì đại sự mà ta cho con trà trộn vào dưới võ lâm. Nhưng con nên nhớ, mình là một quận chúa, nhưng trước mặt ba quân còn chơi thân mật với người trai xa lạ. Trời ơi, cha thừa biết tính của con mà, con chẳng có phân biệt hèn sang. Để con nói cha nghe. Ta đã được mật tin, hiện giờ tên Vô Kỵ. Dạ sao? Nó đã len lỏi tới đây, con có biết việc ấy hay chưa? Dạ. Dạ, kính thưa ngài, tên Vô Kỵ đã ốm mà lại cao, râu hàm én, tiếng nói ồn ào, đôi mắt sáng như sao. Đúng vậy rồi. Quân thám mã của ta đã cho tin rành mạch. Hắn nói sao? Tuổi hắn độ 50, hình dốc cũng giống như ngươi. Dạ đúng rồi. Này Triệu Minh con. Dạ. Con giam Hào Kiệt ở đây, con phải canh chừng cho cẩn thận. Tên Vô Kỵ nó xuất quỷ nhập thần, có thể ra vào như trở bàn tay đó nha con. Dạ thưa ngài, hắn cũng rất tầm thường, sống đời sống như một người dân lương thiện. Nhưng hắn có pháp thuật cao cường để mê hoặc chúng dân, nhất là bọn gái thơ thải đều mê tên Vô Kỵ. Đại ca, có thật như vậy không đại ca? Anh đâu có vậy. Nhà ngươi trả lời ai mới nghe tưởng chính nhà ngươi là tên Vô Kỵ. Nhưng mà đâu phải hả đại ca? Nhưng mà Vô Kỵ nó lớn hơn nhà ngươi nhiều. Ôi dạ. Nhà ngươi cũng có học võ nữa à? Dạ chút đỉnh à. Triệu Minh. Dạ. Còn có đi thì phải nhớ, một là tìm mọi cách chiếm cho được cây đồ long đao, hai là bắt cho được tên Vô Kỵ. Hắn có râu hàm én, tuổi độ 50, có bùa, ráng bắt cho được nha con. Râu hàm én, tuổi độ 50, cúc, ráng bắt cho kỳ được. Đi anh vô. Vô kẹt. Anh tạm biệt cha, đi anh kẹt. Cái tên nghe ngộ quá. Giữa chốn gió lâm ngang dọc ngang, tóc đã nhuộm sương, tâm thù xưa gây thêm oán hận, ôm bao đau làm nhà. Kẻ khai trời cao xanh kia đã chẳng thương người ngài, buồn thay cho thế nhân đã đổi thay. Vô Kỵ con, con còn sống hay đã ra người thiên cổ trong chốn giang hồ?
Đồ Long Đao, ta đoạt được mi mà phải trốn chui trốn nhụi cả 20 năm ở chốn quan tịch lạnh lùng này, bây giờ có hối cũng chẳng còn kịp nữa. Vẫn còn kịp chán. À, Ngân phu nhân đã về đó à? Ta hiền đệ. Nè phu nhân hãy đứng xe ra. Phu nhân à, trên 20 năm nay tạ tốn tôi không được gần đàn bà, e mùi hương da thịt của phu nhân khiến cho tôi nghĩ đến những điều bất phải. Dầu hiền đệ mù cũng thừa biết rằng ta đã có chồng chứ. Nhưng tôi còn được khai lỗ tai cho nên nghe chồng của phu nhân đã quá vạn. Đàn bà chồng chết lại không con thì vì lý do gì mà phu nhân lại đi lại nhẫn nhơ trên trần ai này, nếu không phải chờ người tâm đồng ý hiệp. Tạ tốn, ta đã sống vì lý do gì thì mặc xác ta. Ngươi chỉ dùng lời bỡn cợt kích động tà tâm mà lỗi đạo đồng môn. Khi đã nói động tà tâm thì người ta còn biết đạo lý gì nữa mà bảo rằng lỗi với phải chứ. Một rạch nước nhỏ âm thầm rịn ra từ khe núi, có ngờ đâu mai kia nó sẽ góp thành sóng cả ở đại dương. Một dần mây đen nhỏ vừa thoáng hiện ở chân trời, cũng không biết mình đã tuân lệnh tử thần làm sứ giả báo tin buồn cho bao nhiêu ngư phụ. Khi mắt tạ tốn tôi chưa mù, đã nhìn thấy phu nhân là một người được bao bọc bằng nhan sắc. Nay chỉ còn nghe giọng quanh thỏ thẻ thì cũng đủ hiểu rằng nét thiên kiều ba mỹ kia chưa hề quải quải sau bao năm chống chọi với thời gian. Bởi vì tôi thành thật khuyên phu nhân hãy đứng xa ra, coi chừng tôi lỗi đạo. Nam nữ thọ thọ bất thân thì đừng có gần gũi là hơn. Vì tôi đang biết điều hơn lẽ thiệt là một chuyện rất hay cho cả chúng ta đây. Ta chẳng ngại gì biển rộng trời cao, đi băng qua đảo nước đưa về đây. Ta có nhờ phu nhân hỏi dùm tin vô kỳ, nó sống chết ra sao rồi sẽ nói chuyện báo đau. Nè phu nhân xích ra, hãy chưa có tin lời của ta. Hãy là phu nhân muốn nếm thử tất thương quyền với cửu dương công. Cùng đi với ta còn có con nhỏ Ân Ly, nó nói nó với vô kỳ là bà con cô cậu. Bà con chúng đã nhìn nhau tại hồ điệp cốc của Thanh Ngương. Lần này trở lại Trung Nguyên cho nghe tin đại ca vô kỳ. Vô kỳ xa cháu đã rớt xuống vực sâu tan thành xương thịt. Bố lão tạc thiên, người có thù oán ta chăng? Ta hiền đệ chửi rủa trời đất chỉ thêm tội lỗi cho mình. Phụ nhân, dầu cho vô kỵ đã chết, phụ nhân cũng không được đụng đến báo đao này trừ khi giết được ta. Tạ tốn. Ngân phụ nhân, phụ nhân rước ta về đây thì linh xà đảo này là giang sơn của ta. Kể từ nay ta cấm phụ nhân lai vãng chúng này, nếu cãi lại đừng trách ta bạc nghĩa. Phụ nhân rút kiếm đó chăng? Giỏi lắm. Phụ nhân, tại sao phụ nhân nằng nằng quyết mượn cho được tánh đồ Long Đao vậy? Diệt tuyệt sư thái đã chết, truyền ngôi trưởng môn cho một con bé bất tài, ta trói nó đem về linh xà đảo làm con hầu cho bỏ cái nhục hồi trước. Như vậy thì cần gì đến đồ Long Đao nữa? Bây giờ lại có một con bé khác lại dùng ỷ thiên kiếm khiêu chiến ta, khí giới của ta lại bị nó chém phăng đi. Ta đành chịu nhục nhã một ngày gần đây sẽ tái đấu. Ý ta là muốn bảo nó đợi ta mượn thanh đồ Long Đao của hiền đệ. Không bao giờ để cho mượn. Vậy thì mày phải chết. Đừng sư phụ. Con tiểu tay, mày muốn bắn giật cái kẻ thù của ta phải không? Không, thưa sư phụ, ta bá phụ mù lòa, xin sư phụ nể tình đồng môn mà nương tay cho người. Cảm ơn cháu đã có lòng tốt mà lo cho ta. Con mũ già ác nghiệp, chỉ vì đồ đệ có lòng nhân đạo mà ngươi nở đoạn tuyệt nghĩa thầy trò. Đừng xé vào chuyện của ta. Đại ý tí, ta đã tránh ba đường kiếm. Thứ nhất vì nể tình gia chủ,
Thứ hai là ta nghĩ chút nghĩa đồng môn. Thứ ba là vì cảm thương cảnh tình của người quá bùa. Hãy nghe lời tả mổ mà rời khỏi lính xà đảo cho em chuyện. Đánh cố kết. Hãy xem đi. Sư phụ, sư phụ ơi, để con đỡ cho sư phụ. Giang Ba, trời ơi, chết con rồi, trời. Còn lão phụ, ra đây chỉ có hai thầy trò mà mi nỡ hạ độc thủ với nó sao? Tạ tôn, mi đừng tưởng ta và nó có thể chèo thuyền từ đất liền ra đến đây nổi. Dưới thuyền còn có con bé Chu Chỉ Nhược, trưởng môn phái Nga Mi, rồi còn bao nhiêu thủy thủ nữa. Mặc xác lũ bay, đi. Dạ biệt. Ngư Điệt tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy sư đi nào. Sư phụ ơi. Không không không, sư phụ của cháu đã chạy xa rồi. Ta là nghĩa phụ của Vô Kỵ đây. Vô Kỵ, tiểu quỷ Vô Kỵ. Cháu tỉnh lại đi cháu. Cháu hãy kể lại. Kể lại để cho ta nghe. Cháu quen với nó trong trường hợp nào vậy cháu? Vô Kỵ, Vô Kỵ ơi, anh đã căng tay em khi em rủ anh ra đảo Linh Xà. Anh có nhớ không? Anh đối với em tệ bạc biết bao nhiêu. Sao anh lại chết dưới vực sâu mà không chết trong rừng gươm dâu? Nó chết thật rồi sao? Vô Kỵ, đứa con mà ta đã từng nghe nó khóc, tiếng khóc đầu tiên trên băng quả đào. Ta đã từng ấm nó trong lòng để nghe hơi thở nhuyễn như tơ. Trên băng sơn quang vắng như tờ, chúng ta đã dạy cho nó từng đường quyền ngõ cước. Vô Kỵ đại ca, Hân Ly đã tìm dấu chân anh khắp núi rừng Tây Vực, nơi các vàng làm bầu sông đông thành băng. Em đã gọi tên anh hết vùng đất giang, chung sông rồng biển khơi qua vàng cùng thông. Những thuyền phiêu lưu đã xuôi dòng không tâm vàng, mà bên cô đơn vẫn dời trong ảnh giữa sương mù. Đại ca ơi, những năm tháng chia ly nối tiếp nhau bằng tuốt ký thang giấy sầu, với ngày đông tuyết phủ trên dải Côn Luân, với chiều thu khắp mặt Trường Giang mưa dầm tuôn heo ruột. Đất trời kia còn phải hao mòn cùng phong sương tuế nguyệt, nhưng riêng có niềm nhớ nhung liên tiếc cứ uy chất trầm thấy theo tháng rồng. Tỉnh lại cha. Còn lành mấy băng sơn, từ đó con về tới Trung Nguyên sẽ lớn khôn trong gia đình đầm ấm. Thưa cha, con nhờ đâu con đã đoạn mệnh, lá còn xanh mà lá sơn xa cành. Từ đây tâm hồn ta chỉ là một thành quan, những ngày thừa buồn như cỏ lụy. Ta mơ tiếng nói người thân như thành xưa, mơ bóng cờ trong trần. Rồi đây ta sẽ chết mòn mỏi cái năm tàn tháng lũng, như tường rêu gạch vùng âm thầm. Thank you.
trắng rằm bên tóc mới cài trăm. Những hình dáng của người thiếu niên anh tuấn vẫn không phai mờ trong tấm khăm. Dù sao bảy năm biệt dạng, con theo gót ân sư lạnh đặng nơi góc biển chân trời. Ân sư đưa làm quốc soi trái ca, chào hân ly chào ơi chương lực như thấy sơn đè lên trí nhớ. Kỷ niệm bay vèo như cánh nhạn đào sương. Cháu hãy nằm yên đi, để bác dẫn sức chữa thương cho cháu nha. Ai vậy nào? Các vị nào đến tìm ta mỗi đó? Ta đến đòi nợ máu cho bào đệ ta. Còn một người nữa, nghe bước chân đi thì võ công cũng thuộc vào hạng khá, sao chưa nghe xưng danh? Ta là Thành Phát đi. Thành Phát? Phải. Ta không nhớ rõ lắm, các hạ quá trẻ, cứ nghe tiếng nói thì lỗi 20 tuổi trở lại. Chẳng hay ta với các hạ có oán thù chi? Kim Mao Sư Dương, tôi đến đây chỉ cần hỏi người một điều. Các hạ, có phải các hạ cùng đi với Trương Kiên và Ngụy Tấn đó chăng? Phải. Các hạ muốn hỏi điều gì? Tại hạ muốn hỏi, tại sao khi ngài giết một mạng người, ngài lại để một hàng chữ máu thành khôn giết, là nghĩa lý làm sao? Bây giờ anh hùng hào kiệt đều biết rõ hàng chữ máu đó là của ta, thì ta cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa. Bởi vì kẻ thù của ta tên tộc là Thành Khôn, đối với ta hắn không đáng mặt anh hùng. Cha mẹ vợ con ta đều bị thảm sát bởi bàn tay ác độc của Thành Khôn. Chỉ vì hắn muốn cướp đoạt vợ ta, không được toại nguyện câu chuyện mới xảy ra. Giết người xong hắn trốn biệt luôn, muốn đi ra tay để ta trả mối tâm thù. Ta giết người nhưng mạo nhận là Thành Khôn. Kim Mao Sư Dương, ngài có nhớ chuyện thảo sát ở huyện Hoài Âm đấy không? À, thế ra các hạ đây là đứa bé mới 8 tuổi mà ta đã tha chết trong đêm ta giết cả nhà Thành Khôn đó sao? Phải. Nếu ngươi đã nhớ rõ như vậy thì ta hỏi ngươi một điều. Cha của ta là Thành Khôn có lỗi với ngươi và cả vong linh của những người trong thân tộc ngươi. Chừng ngươi tổ ta, mẹ ta, chị ta có lỗi gì với ngươi mà ngươi lại xuống tay giết hết như vậy chứ? Những người trong gia đình ta chết với ta Thành Khôn, họ có lỗi gì với hắn? Thành Khôn giết họ để cho nỗi thảm sầu kia đè nặng lên tâm tư của ta, thì ta cũng giết cả gia đình của họ để cho nỗi thảm sầu kia đè nặng lên tuổi già của hắn. Mỗi người có một thứ luật pháp, ta cho đó là thứ luật pháp công bằng hơn hết. Thôi, ta không phải đến đây để nghe ngươi cãi lý. Giết nhau thì thủng thẳng mà giết, trò giết người đâu phải thích thú gì đó mà ham. Nào, nếu chư vị muốn chết gấp thì mời. Khoan đã, chớ ý chúng hiếp cô. Bọn ngươi có liên hệ gì với tên Tạ Tốn mà xen vào chuyện riêng của chúng ta? Tạ đại hiệp đây là nghĩa phụ của ta. À, thì ra ngươi đây là Trương Vô Kỵ. Hai cô đừng hãy thay tôi và tiếp nhị vị và chiêu. Ủa, có cả Thành tướng quân ở đây nữa sao? Kính chào quận chúa. Tướng quân có thể vì tôi mà rời khỏi Linh Xà Đảo được chứ? Ngày xưa cũng vì nhan sắc của quận chúa mà tại hạ mang tâm sự u hoài rời chốn quan trường. Hôm nay không thể vì quận chúa mà tại hạ mang máu huyết thù rời khỏi Linh Xà Đảo. Nếu quận chúa có phiền, tại hạ đành thất lễ đó. À, Vô Kỵ, mối thù của ta không trả được, hẹn trước ta mang theo tạm biệt. Vì nào đã ra tay cứu Tạ Tốn tôi? Xin cho tôi được biết phương danh. Con bất hiếu là Vô Kỵ đến trễ, để cho nghĩa phụ phải thọ thương. Vô Kỵ con còn sống đâu sao? Thưa nghĩa phụ, nhờ trời con đều được tai qua nạn khỏi, định đi băng quả đảo để rước nghĩa phụ về. Thật ra ta còn lờ đứa con ta. Con ta còn sống đây sao? Ôi Trương Ngũ Đệ, Hân Phu Nhân, tội lỗi ta ngập trời, không về còn sống tới ngày nay để rờ được hình dốc của con. Còn những kẻ đến đòi nợ máu ta đâu cả rồi? Con cái đồ lông đao nữa con. Thưa cha, thanh đao con đang cầm trên tay đây. Còn Trương Kiên và Ngụy Tấn, hai người đã bị giết.
chỉ còn con ruột của Thành Khôn là con đã để cho hắn thoát thân. Có cả hai người cùng đi với con à? Thưa cha, có nhị vị cô nương đây tiếp tay chứ con đâu có tài cán gì. Dạ, tiểu bối Triệu Minh xin kính chào Tạ đại hiệp. Đó là tiểu thơ Triệu Minh. Chu Chỉ Nhược, trưởng môn đời thứ tư của phái Nga Mi, xin kính chào đại hiệp. Không dám tạ mộ kính chào Chu trưởng môn. Vô kỵ, vì lẽ gì mà con lại ra lên xà đảo này vậy con? Thưa cha, số là do một tình cờ may mắn xảy ra ở đất liền. Lúc ngân phu nhân so tài với Triệu cô nương, thanh kiếm ỷ thiên chém đức trưởng thiên quầy. Kiếm ỷ thiên vốn là bảo vật, mà Triệu cô nương là người thuộc môn phái nào, sao lại gặp ngân phu nhân để so tài? Rồi bà ta tìm nghĩa phụ để quyết mượn đồ lâm đao. Triệu cô nương đây là người gì tộc? Con có nhữ dương dương ở tại triều đình. Nhưng nàng đã vì con mà lâm lúc quên mình, đã vì con mà ra hiểm vào nguy. Thưa cha, con chịu ơn và hứa thực hiện ba điều. Điều thứ nhất là cho nàng nhìn thấy đồ lâm đao. Cho nàng theo đây là vì con đoán rằng ngân phu nhân đã tìm được tung tích của cha. Thưa Tạ đại hiệp, tiểu nữ đã cầm được ỷ thiên kiếm nên hiếu kỳ muốn thấy được đồ long đao đó thôi. Lòng tốt của Vô Kỵ đại ca đã rõ, tiểu nữ xin bái biệt Chu cô nương. Trước khi chia tay, tôi xin tặng cho cô nương thanh kiếm ỷ thiên này, rồi mặc tình cô nương tha hay giết, mi phải chết. Đừng, Chu cô nương mà làm như vậy, thà giết phước tôi đi. Đại ca còn bên Triệu Minh nữa phải không? Ai đã dùng thập hương nhuyễn tâm tán đi đầu độc anh hùng? Ai làm nhục họ ở chùa Giảng Pháp? Triệu Minh, ai đã âm mưu chia rẽ các môn phái Hán tộc để giúp cho sự thống trị của triều đình Mông Cổ? Triệu Minh, nhưng nàng có ơn đã nghĩ ra mưu kế giúp cha con tôi gặp nhau. Triệu Minh đối với đại ca là ơn riêng, nhưng đối với Hán tộc là thù chung. Đại ca chọn bên nào? Tôi cũng không biết chọn bên nào nữa, nhưng Chu cô nương, tôi biết Vô Kỵ tuy nó tài ba lỗi lạc, nhưng mà bề ngôn ngữ nó còn kém xa mọi người. Chỉ vì nó sanh ra ở nơi quan tịch, tạ tốn tôi xin cô nương hãy nói chuyện thẳng với người hoạt bát có lẽ hay hơn. Thưa nghĩa phụ, trong khi con lăn lộn vào chốn võ lâm đi làm quen với đường đao thế kim, thì Triệu cô nương đây là một người bạn hiếm có trên bước giang hồ. Đầy khổ ải trung chuyên, nàng à quân chúa nhà Nguyên đã giúp anh những gì? Tôi xin cô nương Chu Chỉ Nhược chớ ngăn lời đại ca Vô Kỵ. Tôi với hào kiếp trung nguyên, tội của tôi đã rõ ràng. Ai đã nổi ngọn lửa hồng thiêu tàn quang minh đỉnh? Ai đã làm nhục quân hùng? Ai đã chém đầu thần tăng đồng minh? Tôi đã nhận tất cả là tôi sợ gì mà gian dối. Nhưng còn ai đã đâm Vô Kỵ đại ca, sao nàng chẳng nói ra? Trời ơi, sao mà tôi khổ quá nè trời. Hai người cãi làm chi vậy? Tôi hai người này cứ xé nát tôi đi. Đại ca, cho hai cô vừa lòng. Cứ xé tôi nát tôi đi. Đại ca còn không thì hay là tôi tự giận. Đại ca bỏ cái tay cô ra đi, coi chừng lạnh ngực. Đại ca, tôi thấy vết tẹo của đại ca làm cho tôi thêm đau lòng. Vì tôi dân lệnh của thầy mà tôi xuống tay như thế. Đại ca có chết chóc gì mà bây giờ cô lại kể lể? Trời ơi, để chuyện xảy ra ở đâu đâu không mà các cô đem đau khẩu. Ngày gặp nghĩa phụ của tôi mà tôi chẳng chọn niềm vui. Ngày xưa Chu cô nương có so tài với thằng Vô Kỵ à? Vâng,
Nhưng vì đại ca nương tay cho nên phải thọ thương như thế. Nương tay vô kỵ, kết bạn nhiều là một điều tốt, nhưng bạn gái nhiều là một cái tai họa nghe con. Thưa nghĩa phụ, con chỉ có hai người bạn là Triệu và Chu cô nương đây thôi. Thì chỉ mới có hai người mà con mới đòi tự vẫn đó. Huống chi còn một con bé nằm trong kia nữa kìa, cũng là bạn của con hồi ở hồ Điệp Cốc đó. Hả? Hân Ly? Đúng rồi, Hân Ly nàng cũng là bạn của con. Nàng vừa bị Ngân phu nhân đánh trọng thương đó. Vậy à, để con chữa bệnh cho Hân Ly. Để yên cho nó, ta đã dẫn sức chữa thương cho nó rồi, tánh mạng của nó cũng không đến đổi nào đâu. Bây giờ còn hai cái thi hài của Trương và Ngụy Hảo Hớn, cha con ta nên đắp cho họ một cái mộ để ngày sau xương trắng khỏi quạnh hiu. Chú cô nương, cho tôi gửi thanh đồ long đao để tôi phụ với cha tôi chôn xác hai Hảo Hớn. Cha, cha đi theo con cha. Tại sao cô nương lại điểm nguyệt tôi? Triệu tiểu thơ, thuyền của Ngân phu nhân mướn từ đất liền ra đây là do tiểu thơ sắp đặt, rồi cùng Vô Kỵ đại ca giả làm thủy thủ theo dấu bà ta đó, phải không? Phải. Tiểu thơ là người túc trí đa mưu, hẳn có sắp đặt một chiếc thuyền khác theo sau để đề phòng bất trắc chứ. Sự thông minh của cô nương đáng ở địa vị trưởng môn của phái Nga Mi lắm. Cho là ta có thông minh cách mấy cũng không bằng sự xảo quyệt của nàng. Triệu Minh, có phải vì Vô Kỵ đại ca đem lòng cảm mến ta mà ngày xưa ngươi toan rạch mặt ta ở chùa Giảng Pháp, và bây giờ cô nương cũng sắp làm cái điều đó đối với tôi ở đây cũng chỉ vì tôi đem lòng cảm mến Vô Kỵ đại ca, có phải vậy không chú cô nương? Phải, và còn hơn nữa, thứ mê hồn phấn mà ngươi đã từng giữ ở trong mình, hãy trao nó lại đây cho ta và yên lặng ra đi. Chú cô nương, nàng còn toan ám hại cả Vô Kỵ đại ca và Tạ Đại Hiệp nữa à? Phải. Biết nhiều quá không có ích lợi gì đâu. Hãy đó. Đừng, tôi không. Một nàng quận chúa thì bao giờ cũng ham sống hơn là kẻ bần dân chứ. Muốn toàn thay để trở lại phòng quê thì hãy đưa mê hồn phấn đi cho ta rồi rời khỏi Linh Xà Đảo. Ở thắt lưng của tôi. À, đây rồi. Đừng, đừng để gần mũi, có chừng cả hai chúng ta ngửi đều bị hôn mê đó. Cảm ơn Triệu quận chúa. Đó, đó. Ta giải quyết rồi đó, đi đi. Chú cô nương, cô nương định. Ta bảo đi, đi. Rồi nàng sẽ chết về tay Vô Kỵ. Hân Ly, Hân Ly, ta sẽ rạch mặt Hân Ly. Bạn bí kiếp võ công ta sẽ Chu Chỉ Nhược. Chu, ta sẽ tự xẻo tay ta rồi dùng mê hồn phấn, đó là diệu kế. Vô Kỵ, con nên đốt củi cảnh chòi rồi mời Chu và Triệu cô nương vào đó nghỉ. Cha con ta nằm bên ngoài đỡ một đêm nay. Chu cô nương, Triệu cô nương, ủa đâu rồi cả? Họ đi vắng cả. Ủa, tại sao chú cô nương nằm đây? Thôi rồi, có mùi mê hồn phấn, chú cô nương bị hại rồi phải không? Hân Ly hiền mối, Hân Ly hiền mối. Gì đó Vô Kỵ? Nghe phụ ơi, người ta đã rạch nát mà Hân Ly và xẻo tay chú chỉ như con đồ lông đao và kiếm mỹ thiên đã theo nàng quân chúa khỏi đảo Linh Xà. Riêng chú cô nương lại bất tỉnh bên tôi phấn mê hồn, còn Hân Ly thì không mong gì cứ chưa cớ sự này cũng tay gì con không ngờ dưới chị của chú cô nương còn sống phải không con? Uổng cho ta đã vì thanh đồ lông đao mà gây thù oán cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Ngay từ phút đầu ta đã thấy tử thần lẫn quân trong tiếng kế lời chăng. Nghĩa phụ ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Nghĩa phụ, một nàng
thì ngoài vũ khí tùy thân tất nhiên nàng còn bao nhiêu kế độc mưu thầm để hãm hại các giang hồ. Giờ đây chỉ còn sống cùng Dương làm đồn đáo lưng xa. Người sao mỗi bạc xưa nay vũ khí vốn không tình không nghĩa, mà lòng dạ của con người còn độc địa mấy hương đau. Con coi đó để tự răng mình, có bạn gái nhiều là khổ vậy đó con. Hưng Ly trời ơi, Hưng Ly em đã tắt thở rồi. Hân hiền muội ơi, từ đây ngàn thu vĩnh biệt, em gửi năm xương tàn nơi hải đảo quan du. Em không ngờ đâu trong giây phút đau lòng, em lại nằm trong vòng tay của người em mơ tưởng. Hân Ly ơi, có linh thiêng thì chứng giám vô kỷ thầy sẽ rửa hận cho em. Dầu chúng ta chưa thành phu phụ, nhưng vì tâm chung tình em giữ từ tuổi âu thơ cho đến tuổi thành niên. Ai thầy ơi, đây là nước mắt người chồng chưa cưới, khóc người vợ trên nguyên. Rượu vào bôi ai đã pha bằng máu hận, kìa là nến đóng phòng hay sao lạnh ở đầu nôn. Vô kỵ, nhờ có võ công khá cho nên cha con ta không bị thứ mê hồn phấn tức thì công phạt. Nhưng trước sau gì ta cũng phải bất tỉnh hôn mê. Nãy giờ cha nghe con gọi Hân Ly là ái thê, nhưng nàng đã ra người thiên cổ, chỉ còn có chúa cô nương và Triệu quận chúa. Trong lòng con đã dứt khoát yêu mến người nào chưa con? Thưa cha, con còn lòng dạ nào mà nghĩ đến ai? À, có thật trong đời con chỉ có ba cô gái này là gần gũi nhất không? Dạ. Bây giờ một người đã chết, một người đã là kẻ thù, chỉ còn có chua cô nương đã vì chúng ta mà hoạn nạn. Còn con không nghĩ rằng chuyện trăm năm tơ tóc là để chỉ dành riêng cho nàng hay sao? Con phải quyết định. Thưa cha, cha muốn con quyết định điều chi? Giải độc cho chua cô nương đi con. Dạ, nhưng mà muốn giải độc á thì một bàn tay con phải đặt sau lưng nàng. Còn à, đặt bàn tay sau lưng người con gái đó thì có gì là khó? Dạ, nhưng bàn tay kia thì con phải đặt ở... Ở đâu? Dạ, ở trước rúng. Ừ. Dạ. Ờ. Con với nàng chưa có đến ước hôn nhân, làm sao mà con dám để bàn tay lên? Lỡ nàng mắng con thì sao cha? À. Trong khi chú cô nương đang bất tỉnh, ta nhân danh là nghĩa phụ của con chứng kiến rằng khi con đặt bàn tay trước bụng của chúa cô nương, có nghĩa là con đã đến nước khôn nhân rồi đó. Nếu có cha làm chứng thì con xin vâng lời. Ừ, con có lo giải độc cho chúa cô nương, còn thi thể của Hân Ly thì để cho cha lo liệu. Có kìa, đại ca, đại ca làm cái gì kỳ vậy? Cô nương, nàng đã tỉnh rồi, may quá. Chưa tỉnh. Hả? Chưa tỉnh hả? Chưa tỉnh vậy tôi phải tiếp tục mới được. À, em tỉnh hẳn rồi. Ủa, tỉnh hẳn rồi hả? Vừa gặp nhau chưa nói lời nào, sao anh hùng lại giở cái trò tiểu nhân với ta như vậy? Ta vốn là kẻ tiểu nhân thì làm sao có được thái độ của anh hùng? À, giọng nói nghe quen quen. Ta là kẻ thù của ngươi. Thằng khốn. Đúng rồi.
Hãy giải các ý huyệt cho ta đi. Chưa phải lúc. Đừng hèn hạ. Ta tới đây không phải để giết ngươi. Nhưng ta trở về trung thổ là để thanh toán thù hận với ngươi. Việc đó ta xin hẹn lại một ngày khác. Giờ ta tới đây có hai điều muốn nói với ngươi. Điều thứ nhất, ngươi phải giao bảo đao đồ lông cho ta. Điều thứ hai, ngươi phải theo ta về chùa Thiếu Lâm để chờ ngày ngươi với ta thanh toán cửu thù trước mặt quân hùng trung thổ. Hai điều đó ngươi sẽ không bao giờ được tỏi nguyện. Đừng quên rằng ngươi đang ở trong tay ta. Các quyệt của ngươi đã bị ta điểm rồi. Ngươi muốn chống cự cũng không còn được nữa. Nếu thức thời thì đừng có bướng bỉnh lôi thôi. Mau mau giao lại đồ lắm đau. Nếu anh hùng thì giải quyết cho ta. Rồi ngươi muốn gì ta cũng chịu theo. Còn như không thì chớ mong được toại lòng. Muốn làm gì thì cứ việc ra tay. Các đệ tử, dạ, đưa hắn đi. Đưa lên. Đi đâu? Sẽ biết sau. Triệu Minh nữa ta. Cô định âm mưu gì nữa đây? Trương đại ca, đại ca còn sống à? Chắc cô tưởng tôi đã rã xác ngoài quan đảo rồi phải không? Trời đất ơi, tôi đâu có mong muốn cái điều đó bao giờ. Tôi chỉ mong đại ca sớm trở về trung thổ thôi bây à. Bây giờ chúng ta đã trở về trung thổ và tôi đang đứng trước mặt cô đây. Cô nghĩ sao về tội tình của cô? Hả? Tội gì? Tội gì? Tội gì hả? Dương Kỳ. Từ khi về đây cho tới giờ, tôi hằng nhớ thương ông. Tôi chờ đợi ông, tôi lo sợ cho ông nữa. Thế mà ông lại đánh đập tôi tàn nhẫn như thế này sao? Cô khéo giả dờ lắm. Nhưng lần này á thì cô đừng có hòng gạt gắm tôi. Cô đánh cô mấy tát tay, đó mới là khởi đầu dạy. Dạy vợ hả? Đừng có nói tầm bậy. Cô dạy cô đừng có tàn ác. Cô trộm đồ long đao dĩ thiên kiếm, xẻo tay Chu Chỉ Nhược tiểu thơ, gạch nát mặt Hưng Ly, cho đến khi nàng chết một cách thảm thương. Mà cô bây giờ cô còn nói là cô không tội nữa hay sao? Châu Giao Chủ, nếu người quá quyết là tôi gạch mặt Hưng Ly thì xin người hãy giết tôi đi để trả thù cho cô em gái họ. Giết cô à? Tôi đã thề như vậy khi Hưng Ly tắt thở trên tay của tôi. Trời ơi, nhưng tại sao? Tại sao? Tại vì tôi bóp cổ cô chết hay là chém cô một dao tôi cũng vẫn chưa hạ lòng. Triệu Minh, tôi muốn gạch nát mặt cô như cô đã gạch nát mặt em gái của tôi. Triệu Minh, mặt tôi ông ấy gạch đi cho thỏa lòng thù hận. Mặt tôi đây ông ấy quỷ hoại đi cho cái nhan sắc đơn xuân không còn mong. Nói làm sao cho người ta thấu hiểu lòng mình. Chuyện xảy ra giữa đêm trường tâm tối và giữa nơi hải đảo hoang vu, thì nào ai biết ai hay. Trương Du Kỳ, anh là người anh hùng mà tôi hết lòng kính yêu nể trọng. Nơi nào nghe lời người ta ghét bỏ tôi và cố tình buộc tội tôi là người đã gây ra thảm cảnh. Tôi không ghét bỏ cô mà trái lại tôi còn. Nhưng mà tôi biết cô ghét Hưng Ly vì tôi thương Hưng Ly. Nhưng ngoài cô ra thì còn có ai tham vọng đoạt đồ long đao và cướp ỷ thiên kiếm chứ? Ông nói đúng. Trước kia tôi có ý định đoạt đồ long đao, cướp ỷ thiên kiếm, và tôi còn có cả ý định giết ông nữa kìa. Giết tôi à? Phải. Để tôi được làm chỉ tôn trong chốn giang hồ. Nhưng sau khi gặp ông ở Lục Liễu Trang thì tôi đã từ bỏ ý định điên rồ.
Từ đó tôi như một tướng soái không có ma quân, trước trận mà không còn biết tiến thoái thế nào, mà cứ để cho lòng mình phiêu lưu trên biển vũ dợi mênh mông. Cô đừng mong đem những giọt nước mắt vắng dài và tấm tình tha thiết của cô để làm yếu lòng tôi. Tôi không có sợ chết đâu, nhưng trước khi chết, đại ca hãy cho tôi gặp mặt Tạ Đại Hiệp và Chu cô nương để cho tôi được đối chất đi. Nghĩa phụ tôi ở gần đây đây nè, nếu người nghe được tiếng của cô đó hả, thì cô không thoát chết được đâu. Tôi đã nói tôi không có sợ chết mà. Sống mà phải chịu một nỗi ức quan không nói được thì chẳng thà là chết sướng hơn. À, cô muốn chết liền phải không? Đây nè, tôi chỉ cô nhé. Tôi đi ngõ này nè. Đó, bỏ căn phòng thứ nhất, gõ cửa căn phòng thứ hai là cô sẽ được chết tức thì. Cái cửa nào? Cửa này hả? Đó đó. Được rồi, cảm ơn Trương giáo chủ. Giáo chủ Triệu Minh này xin dịnh biệt. Triệu Minh cô nương, Triệu Minh cô nương ơi. Dạ. Tôi... giáo chủ, giáo chủ gọi em hả? Giáo chủ, giáo chủ còn muốn nói thêm gì nữa? Tôi muốn cô nương đừng gặp nghĩa phụ của tôi. Cô nương, cô hãy đi ngõ cô đi ngõ cái sổ này nè, rồi trở về kinh đô để vui sống cuộc đời vàng son nhung lụa. Trương đại ca, kể từ nay chúng ta chỉ còn gặp nhau trong mong và nhớ nhau bằng những kỷ niệm trên bước phiêu lưu khắp nẻo giang hồ gần xa. Nào ai, nào ai thấu hiểu lòng ta. Đại ca đã làm xúc động lòng tôi, đạo lý rẻ phân gợi nhớ thương, mong gió đưa đến nơi phòng trọ. Miệt ly này sầu dương bước chân cách xa nhau, lòng những nắng buồn thương. Thôi, cô nương hãy về đi, còn có ngày chúng ta gặp lại nhau. Tiểu muội rất mong ngày đó. Dạ biệt đại ca. Dạ biệt cô nương. Trương đại ca bảo trọng. Cô nương cũng bảo trọng. Hiền muội, ủa sao hôm nay hiền muội ăn mặc gì lạ vậy? Mặc như thế này đại ca có thấy tiểu muội đẹp hơn không hả đại ca? À, đẹp, đẹp lắm. Nhưng đó là áo của cô dâu mà. Và đây là áo của chú rể. Hả? Tiểu muội đã ra tận chợ Hàng Châu mua về cho đại ca đó. Đại ca, hả? Đại ca hãy mặc áo vào đi đại ca. À, anh là chú rể hả? Dạ. Thôi, kỳ mắc cỡ lắm, mặc gì? Mà mắc cỡ không biết nè. Đại ca mặc để hồng, mặc để cho ai tấm lòng yêu nhau tha thiết, từ đây không còn ngăn cách đôi nơi. Núi sợ sông tầng hay góc miệng chân mây, đêm tôi chờ trăng lên thấy bóng mình tưởng bóng người thương. Yeah.
không còn chốn nào nữa. Bao dặm dài miền xa trên khắp nẻo giang hồ, nay có thiếp có chàng tâm tình hết trơn côi. Lòng em xin gửi trọn vui mừng như tiểu muội đang vui mừng như thế này đây không hả đại ca? À vui, vừa muốn chết vậy. Trời ơi, sao không vui muốn chết? Nhưng mà tại sao lại phải gấp rút như vậy? Đại ca mặc áo đi đại ca. Bây giờ hiền muội đi mời nghĩa phụ của tôi đi rồi tôi mặc áo. Thì đại ca mặc áo đi rồi em đi mời. Thì cứ đi mời đi rồi tôi mặc áo mà. Đại ca mặc đi rồi em mời mà. Trời ơi, thì cứ đi mời đi rồi tôi mặc áo. Chưa gì hết trơn mà đã cãi tôi vậy rồi mai mốt về sống với tôi rồi sao tôi chảy? À dạ thì vậy, dạ thôi em để em đi mời đây. Em đi mời nghĩa phụ nha đại ca. À. Chú đại ca, chú đại ca. À kìa, à, chuyện của nương chưa về sao? Đã về rồi. Nhưng mà trở lại đây là tại vì có chút chuyện cần á. À, cô nương ơi, cô nương làm ơn đi về đi ha. Rồi hôm khác chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. À, bây giờ thì cái gì? Tại bị cái gì? Bởi sao? Làm gì có chú cô nương ở đây? Và vì có một cuộc hôn lễ sắp cử hành mà đại ca lại chối rể à. Thôi mà gì đâu mà khóc. Đúng rồi. Nhưng đó là do quyết định của nghĩa phụ tôi. Không ai quyết định được là mình hết á. Kể cả cha mẹ ruột của mình nữa. Tôi nói như vậy để cho đại ca hiểu rằng tôi biết đại ca yêu cho cô nương nhiều lắm đúng không à? Cô nương nói rất đúng. Nhưng sao? Nhưng đã lỡ rồi thì nay phải nói dối với người này, mai phải nói dối với người kia, bữa kia phải nói dối với người nọ cho em kiếm mà. Không kìa, Triệu Minh. Triệu, cô nương đây vừa mới tới đó. Đại ca. Hả? Triệu Minh có thể đứng yên lành trước mặt đại ca được sao đại ca? Vậy chứ hiền muội muốn đại ca phải làm gì bây giờ? Giết nó. Giết? Làm sao mà anh giết được? Đại ca phải giết nó. Giết nó để trả thù cho Hân Ly. Như đại ca đã thề trước xác chết của Hân Ly ngoài quán đảo. Đại ca đã quên rồi sao? Anh đâu có quên. Nhưng sao? Nhưng đô ta sắp cử hành hôn lễ. Đại ca đại ca không muốn có máu đổ trong ngày đại hỷ này. Hiền muội, khi nào chúng ta cử hành hôn lễ xong, chúng ta sẽ nói tới thù hận. Nếu đại ca không chịu giết nó thì xin hãy để cho tiểu muội xuống tay. Chú hiền muội. Hiền muội à, cô nương đây có lòng tốt đến dự hôn lễ của chúng ta, chẳng lẽ mình lại đi? Thôi đi. Đại ca đừng có nói gì nữa. Hiền muội, giết người ta đại ca không giết, mà tôi giết người ta thì đại ca cũng không có cho. Nghe tôi nói mà hiền muội. Thôi đi, đại ca nín đi đừng có nói nữa. Để cho một kẻ chết không bao giờ yên vui trong cõi chết, ngậm căm hận chờ đợi kiếp lai sinh. Đại ca ơi, nếu lòng đã chẳng thương nhau thì xin chớ để khổ để đau cho người con gái chung tình. Trên khắp lẻo đường trung thổ xa xôi, lòng những mong nhặt từng cánh hoa rơi để kết thành mùa xuân mơ, và đến từng bước phiêu lưu phải đã dài được mấy dặm thương sâu. Hiền muội à, hiền muội hãy nghe anh nói. Đại ca nín đi để tôi nói nè. Cô biết gì mà cô nói? Anh im đi. Chung tình với chú cô nương á, mà gặp phải một người yêu vội vã, thì thật là đáng căm hận vô cùng. Nè, cho cô biết bây giờ. Cô biết cái gì mà cô có nói tới chuyện riêng của người khác? Chuyện này làm sao cô không biết được? Làm sao cô biết được chuyện riêng của người khác mà cô lại xen vào? Anh nói cho không biết phải không? Tôi nói thật lòng tôi cho cô
biết nghe chưa, lòng tôi lúc nào cũng yêu. Yêu cùng một lúc cả lan quệ lý đào. Đối với tôi tình yêu dí như ngôi chính vệ, không thể có hai vua trên một chiếc ngai vàng. Còn tôi là một quần thần trọn đời nguyện giáp đầu vạn tuế tung hô, canh sương đợi nhớ chờ thương, gió khuya len len về dương mấy sầu. Nghe buồn thao thức đêm thâu, gửi tình cô lẻ về đâu đêm này. Đại ca tình không sẽ chia đường nhiều, tình yêu trong mong bà ơ xinh đẹp. Nói sao để yêu lòng làm cô thân thêm nhiều, thôi thì tôi xin cô hãy quay về. Đừng bảo em phải về, ơi biết ai hiểu được, dẫu xa nhưng cách mặt chẳng xa lòng. Đại ca, đại ca ơi, tiểu muội chỉ mong đại ca hiểu dùm cho tôi, đã trao gửi cho đại ca trọn lòng người con gái, từ thuở ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Nhưng nếu giờ lòng của đại ca đã hướng về người con gái quyền quý cao sang hơn trời sắc nước, thì chú chỉ nhược này cám đành xin chú Hiền Muội. Đại ca vẫn yêu Hiền Muội. À, sao nãy giờ nghĩa phụ chưa qua tới? Nghĩa phụ của giáo chủ còn đâu nữa mà qua? Cô nương nói sao? Tạ đại hiệp đã bị kẻ thù bắt cóc. Kẻ thù nào? Thành Khôn. Thành Khôn đã bắt cóc nghĩa phụ của tôi à? Thuộc hạ của tôi báo lại, trong khi giáo chủ ở đây cử hành hôn lễ thì ở một nơi khác Tạ đại hiệp đang bị người ta hành hạ tàn nhẫn đó. Trời ơi, tôi phải đi cứu nghĩa phụ của tôi. Chị cô nương, chị cô nương thấy Thành Khôn đem nghĩa phụ tôi đi hướng nào không? Giáo chủ muốn biết hãy theo tôi. Đại ca, hôn lễ sắp sửa cử hành, nếu đại ca đi theo con nữ tặc quỷ quái này á thì từ đây về sau đại ca đừng có hối hận. Đại ca, đại ca có đi không ha? Cha mẹ tôi đã chết hết rồi, giờ tôi chỉ còn có một nghĩa phụ, dù sao tôi cũng phải đi tìm người. Chú cô nương, hôn lễ của chúng ta xin gác lại. Chị cô nương, chúng ta đi ngay. Tạm biệt chú cô nương, đi đại ca. Đại ca, đại ca. Trương Vô Kỵ và Triệu Minh, chú chỉ nhược này thề phải trả cho được mối thù này, dầu phải tan xương nát thịt. Bố Tạ Công, ta thừa sức giết ngươi, nhưng ta nhốt ngươi dưới thạch thất này là chỉ vì thanh đồ Long Đao. Nếu ngươi bằng lòng giao đồ Long Đao lại cho ta thì ngươi sẽ được tự do rời khỏi nơi này để tiếp tục con đường thù hận. Ừ, Tạ Tôn, muốn sống để trả thù thì giao đồ Long Đao lại cho ta. Dừng lại, Thành Khôn, đừng áp đảo nghĩa phụ của ta. Nghĩa phụ, để con giải quyết cho nghĩa phụ. Thành Khôn, ông đã gieo đau khổ cho nghĩa phụ của tôi suốt 20 năm trời nay mà vẫn chưa đủ hay sao? Giờ ông còn toan hạ độc thủ, trong khi đôi mắt người đã bị mù rồi. Thành Khôn, tên Thành Khôn phải được bôi xóa trong võ lâm, để cho những tay võ hiệp đương thời khỏi bị bẩn tay bẩn mắt. Đừng Vô Kỵ con, xin trương giáo chủ hãy dừng tay. Thành Phát, cha, con mừng cha vẫn được bình yên. Có cả Triệu cô nương nữa. Thật xứng đôi dừa lứa. Dạ không, xin Trương đại ca đừng có hiểu lầm. Chẳng hay Trương giáo chủ nghĩ như thế nào về cuộc thanh toán giữa cha tôi và Tạ đại hiệp chứ? Chúng bây là lỗ hậu sinh, không được quyền xen vào chuyện của người lớn. Tạ Tốn là ngậm căm hờn suốt 20 năm nay, hận thù đó giờ phải do chính tay của ta rửa. Tạ đại hiệp quả đáng mà anh hùng, hận thù không rửa là hèn. Hận thù mà nhờ một người khác rửa cho mình là hèn.
và kẻ đã gây ra thù oán mà luôn luôn lẩn trốn cũng là hèn. Tạ Tôn, ta không hèn như ngươi tưởng đâu. Từ trước tới giờ ta lẩn trốn làm gì, ta hối hận đó thôi. Hối hận? Hối hận mà khi nãy, nếu con của ta tới không kịp thì ngươi đã giết ta rồi. Ta muốn giết ngươi khi nãy chỉ vì thanh đồ lòng đau. Nhưng bây giờ hai tiếng hối hận êm đẹp có vẻ lương thiện đó, nó cũng không đủ xóa tan nỗi đau khổ trong lòng ta. Ta đã thề trả thù, và đó là ngày hôm nay tại nơi này. Ta đã nói hết lời mà ngươi vẫn quyết lòng. Nếu có điều gì đáng tiếc xảy ra, ngươi đừng trách cứ. Tại sao lại trách? Vô Kỵ con, cha muốn con đừng có thái độ gì hết trong cái cuộc thanh toán này. Con hãy đứng xem như một người bàng quan, dù khi đó cha của con sắp ngã gục. Thưa cha, con muốn cha cũng có thái độ như Tạ đại hiệp. Cha thừa sức giết Tạ Tôn, con khỏi phải bận tâm. Tạ Tôn, ta mời ngươi. Yes, yes, yes. Thành công, ngươi phải chết. Từ đây ngươi sẽ biết ngươi mù khổ như thế nào. Tạ Tôn, giết ta đi. Không, không, hãy xem đi. Trời, Tạ đại hiệp, tại sao ngươi lại tự phế võ công của ngươi như vậy? Thành Khôn, ngươi đã giết cả nhà ta. Hôm nay ta quỳ hai mặt của ngươi, kể như sống đều oán hận, như sống đều oán hận. Võ công của tôi là do sư phụ truyền dạy, hôm nay tôi tự phá hủy nó để trả lại cho thầy. Từ nay đôi ngã đôi đường, tôi với sư phụ không còn ân oán nữa. Thành Phát, hãy đưa cha ngươi đi đi. Cha, để con dìu cha đi. Con khỏi lo cho cha, từ nay kể như cha đã chết. Từ biệt con. Tiểu cô nương, hãy theo tôi mà rời khỏi nơi này. Ông nên nhớ, ông vẫn còn là thuộc hạ của cha tôi mà. Ông giữ gìn tôi là theo lính của cha tôi truyền. Hãy tự coi mình có bổn phận giữ gìn người yêu dấu. Giữ gìn cô nương giống như kẻ giữ vườn vườn. Tinh tiêu một đóa hoa còn phong và ngại rằng lũ bóng cho mong sẽ làm cho nhị rửa tàn. Là kẻ không có tâm hồn, thẳng nhiên trước qua lá muôn màu rực rỡ giữa trời mới. Tôi không ngờ ông nghĩ tới tôi nhiều như vậy. Lưng đèo heo ngốc điều yêu, tiếng chiên gọi bạn sao nhiều nhớ thương. Dừng chân trên bước ta phương, nghe lòng thêm nhớ nẻo đường về yêu. Thật là một điều đáng tiếc, khi tôi biết ông yêu tôi thì lòng tôi đã trọn trao vào một người trai nát, một chàng trai không biết chút gì về yêu đương. Dẫu gì lòng tôi khi đã trót trao thì sẽ không bao giờ đòi lại. Xin lỗi ông, tôi không muốn ông buồn, nhưng tôi cũng không thể nào đáp lại tình ông. Tiểu cô nương, trước kia
sự lạnh nhạt của cô nương đã làm cho tôi cảm thấy những điều cô nương vừa nói. Nhưng cũng như cô nương, là khi lòng tôi đã trót đau thì sẽ không bao giờ đòi lại. Nay sự tình đã rõ ràng thì tôi không còn lý do gì để theo đuổi cô nương. Lát nữa đây tôi sẽ ra đi, lặng lẽ mang theo trong lòng một xác chết tâm tình vừa tắt thở. Và trên bước giang hồ phiêu bạc, tôi sẽ lấy phong sương đắp thành nắng màu. Đêm đêm đốt nén hương lòng để tưởng niệm một tâm tình đã dối và qua đời. Xin giả biệt. Chào tướng quân. Lại thêm có một kẻ đau khổ. Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, không làm sao hơn được. Vô Kỵ con, tâm nguyện cha giờ đã đạt thành, nhưng tội lỗi của cha vẫn chưa đền trả. Từ đây cho tới ngày cha lìa đời, bất cứ lúc nào ở đâu, cha cũng sẵn sàng đền tội nếu có người muốn. Thưa cha, tội lỗi của cha là do Thành Khôn tạo nên. Giờ Thành Khôn đã đền tội thì coi như mọi thứ quan gia nợ máu không còn nữa. Thành Khôn làm Thành Khôn chịu, cha làm cha chịu. Nhưng trong khi chờ đợi ngày đền tội, cha định sẽ vào cửa Phật Tam Nương nào để được nghe tiếng mở sớm chuông chiều cho cõi lòng thanh thản hồn nhiên. Mấy mươi năm nay trọn đời cha chỉ sống trong dòng tô bao bùng. Giờ xin cha hãy coi như sông vô đã qua. Cha đã nhất định rồi, cha đi ngay bây giờ. Cha không có điều gì khuyên bảo con hết, chỉ nhắc rằng cuộc đời này có muôn hình vạn trạng, con tùy theo đó mà sống, miễn làm sao cho lòng mình được thảnh thơi là đủ con à. Thưa tạ đại hiệp, trước khi từ biệt, xin đại hiệp hãy nói hết sự thật cho Trương giáo chủ biết. Ai là người đã giết Hân Ly cô nương? Ai là người đã đoạt đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm trong đêm tối ngoài quán đảo? Lúc xảy ra những sự việc đó thì tôi vắng mặt. Tôi chỉ biết theo sự suy đoán của tôi thôi. Và những điều suy đoán của tôi đã khắc thành hình trên vách đá. Ai muốn tìm hiểu thì xem ở trên đó. Tất cả hình ảnh đó đều là tưởng tượng. Người có đôi mắt sáng nhìn thẳng vào sự thật chưa chắc đã biết được sự thật. Còn ông đã mù mà còn suy đoán thì lấy chi làm chắc chứ. Chú cô nương, xin chú cô nương hãy nể tình tôi mà nhẹ lời với cha tôi một chút. Nhưng nếu sự suy đoán của tạ đại hiệp đúng với sự thật thì sao? Nếu sự suy đoán đó đúng với sự thật thì sự suy đoán của ta cũng đúng với sự thật. Chính mi đã rạch mặt Hân Ly cô nương, đoạt đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm cô nương. Chỉ có Hân Ly mới biết được sự thật mà thôi. Nhưng nay Hân Ly đã chết rồi thì kể như sự thật đã theo nàng mà nằm yên trong lòng đất. Vừa động tới người yêu là nhào vô bên liền à, chung tình đáo để. Tôi chỉ muốn cho đâu đó công bình mà thôi. Nạn nhân đã chết rồi, nhưng người trong cuộc còn sống được đây, suy đoán rồi đổ tội cho nhau để gây thêm cảnh chết chóc nữa hay sao? Thưa cha, chẳng hay cha nghĩ như thế nào? Từ lúc gặp con cho đến giờ, cha mới nghe con nói câu này nghe được. Cha mừng lắm. Nếu thế thì Chu Chỉ Nhược này xin đưa ra hai điều kiện sau cùng. Thứ nhất, ông Trương giáo chủ phải giao Triệu Minh lại cho tôi để cho tôi trị tội. Tôi có tội gì với cô nương?
tội dùng nhan sắc để mê hoặc ông giáo chủ, để ông bỏ đi lúc hôn lễ sắp sửa cử hành. Hiền muội, có chuyện gì đâu mà làm cho nó lớn lên? Sao lại không có gì? À, được rồi, mà muốn không có gì à? Vậy thì chính tay Tạ Đại Hiệp phải bôi xóa hết những hình ảnh trên vách đá, vì nó không đúng với sự thật. Những hình ảnh đó gần đúng với sự thật. Hả? Tiếng của Hân Ly, tiếng của Hân Ly hiền muội. Hân Ly, em ở đâu rồi? Hân Ly! Chú cô nương, tôi xin bôi xóa hết những hình ảnh đó theo ý của cô nương đây. Khoan! Xin đừng bôi xóa những hình ảnh đã khắc sâu vào vách đá, vì đó là một sự thật đắng cay, và cũng là hình ảnh đau thương của người con gái một đời mong thắm không tròn. Hãy khắc sâu thêm cho đậm nét theo để đến trăm ngàn năm sau, kẻ hậu sinh nhìn vào đó mà biết chuyện ngày nay. Ngày nay có một người mang danh nữ kiệt, giữa đêm khuya dùng bảo đao chỉ tôn len rạch đi mặt bạn đồng hành. Khi người kia đang trong giấc kỳ ngủ say nồng, tiếng của Hân Ly giống như là tiếng của Hân Ly. Phải rồi, tiếng của Hân Ly. Đúng là tiếng nói của Hân Ly. Hân Ly, có thật em đó không? Không, em tôi đã chết rồi. Hân Ly, Hân Ly, em chết mà còn phải mang theo một nỗi nhớ thương và niềm uất hận vùi sâu trong đất lạnh đời. Hồn quang vứt dưỡng theo gió núi mây ngàn, suốt đời em đời ngày chính biết cuộc đời cũng tham thiết biết bao. Hân Ly ơi, thật anh có muôn phần không phải ghen, anh ung dung toại hưởng cuộc đời tốt đinh của một khách võ lâm, trong khi em hôn số nhầm căm hờn. Trương giáo chủ, xin cảm ơn Trương giáo chủ. Hân Ly, phải rồi, đúng rồi, Hân Ly cho ở đâu? Hân Ly, chủ còn nhớ tới Hân Ly, đó là hân hạnh cho Hân Ly lắm rồi. Hân Ly ơi, em ở đâu? Tôi đang ở giữa cuộc đời, cuộc đời ngày xưa vui vẻ quá, còn cuộc đời ngày nay sao quạnh quẽ điều hiu. Giáo chủ ơi, ngày xưa tôi với anh vô kỷ, tuy muốn trùng xa cách nhưng lòng tôi vẫn tôi còn hy vọng gặp lại anh, tôi đến bước yêu bạc giang hồ. Giờ tôi đang đứng cạnh anh tôi, nhưng sao tôi nghe lòng giá lạnh, tựa hồ như tôi đang đứng giữa băng sơn ở ngay cuối miền biển Bắc đi xa xôi. Hân Ly, Hân Ly! Kính chào Trương giáo chủ, kính chào Tạ Đại Hiệp, kính chào Triệu cô nương và kính chào Chu cô nương. Trời ơi, hồn ma báo quán chứ. Không, xin Chu cô nương đừng sợ hãi. Hân Ly đang đứng trước mặt cô nương đây là Hân Ly bằng xương bằng thịt, chứ không phải là hồn ma bóng quê đâu. Giờ thì cô nương hãy kể hết hành động của mình ở đảo cho các vị ở đây nghe đi. Vậy là chính Chu cô nương đã... Phải, chính tôi đã dùng ỷ thiên kiếm rạch mặt Hân Ly. Tôi làm như vậy là
làm gì tôi quá nặng lòng với ông Trương giáo chủ. Nhẫn mình làm là đủ rồi. Và sau khi rạch mặt tôi rồi, cô nương còn làm những gì nữa? Tôi đã chém gãy đồ long đao và ỷ thiên kiếm. Hả? Đồ long đao và ỷ thiên kiếm đã gãy rồi à? Phải. Giữa lòng đồ long đao có một pho tuyệt thế võ công, lão tiền bối thái sư tổ của phái Nga Mi đặt tên nó là Cửu Âm Chân Kinh, và chỉ giáo cho tôi biết được điều bí mật đó. Và cũng chính vì biết được điều bí mật đó cho nên tôi mới có tham vọng làm võ lâm chi tôn. Vậy mà từ trước tới giờ Hiền Muội lại đổ hết tội cho Triệu cô nương. Xích chút nữa là đại ca đã giết quan Triệu cô nương rồi. Tôi đã đối xử độc ác với tất cả các vị có mặt ở đây. Giờ thì xin các vị hãy định đoạt cho số phận của tôi. Có lẽ tất cả mọi người ở đây rất sẵn lòng bỏ qua việc cũ. Xin đa tạ các vị. Trương đại ca, trước khi từ biệt, tiểu muội xin kính giao lại pho Cửu Âm Chân Kinh cho đại ca. Tiểu muội thấy mình không xứng đáng giữ pho sách quý ấy. Hiền muội đi đâu? Đại ca hãy coi như là Chu Chỉ Nhược này đã chết từ đây. Xin vĩnh biệt. Sự thật đã phơi bày, mọi người đã há giá. Giờ hắn đi xin từ biệt. Hân tiểu muội, tiểu muội vội vã đi đâu? Đi tìm Trương Vô Kỵ. Thì anh nè. Không, cái tên Vô Kỵ đã căn đứt thịt trên tay tôi hồi mười mấy năm trước ở Hồ Điệp Cốc. Đại ca chính là Vô Kỵ hồi mười mấy năm trước. Nhưng bây giờ đại ca lớn lên. Đại ca lớn lên thì tấm lòng và ý chí của đại ca cũng lớn lên. Đối với Trương Vô Kỵ ngày nay, tuy đã họp mặt nhau đây, nhưng Hân Ly kể như đã chết. Hân Ly sẽ đi tìm Vô Kỵ đại ca trong giấc mộng, và thầm gọi tên anh trong đêm vắng canh chày. Hân Ly, Hân Ly ơi, đại ca không muốn ngăn canh chim mơ cành mấy ngàn gió núi, những dòng sông cũ hằng mong đợi con cá ngày xưa trở lại bên tương hội năm nào. Sông nhớ thương ai gần sông ưu sầu, gió xa về yêu hát như hơi thở buồn của sông núi chiều thu. Sông vẫn tiếp tục những chuyến ra khơi, không ai tiện đưa và chờ đợi những chuyến về thiếu bạn tâm giao. Bến xưa thêm quạnh quẽ những cội cây già đứng đợi gió trơ cành. Triệu cô nương, vĩnh biệt đại ca. Hân Ly,
Hân tiểu muội, Hân tiểu muội. À, tất cả những người con gái đã ra đi, bây giờ... Thưa cha, còn Triệu cô nương ở lại. Ừ, sao Triệu cô nương chưa về? Thưa đại hiệp, con đã nhất định không trở về Dương phủ nữa. Cô nương không thể theo Vô Kỵ được. Cô nương là người Mông Cổ và là quận chúa của triều đình nhà Nguyên. Người Mông Cổ với người Hán tộc chúng tôi không thể là bạn với nhau được. Thưa cha, con phải nghe lời cha. Dạ, thưa đại hiệp. Bây giờ tả tốn mở rộng lòng với mọi người, nhưng không thể mở lòng với người Mông Cổ, kẻ thù của dân Hán. Đại hiệp ơi, những người con gái Mông Cổ này đã quên hẳn mình là người Mông Cổ. Và nó cũng không cần biết rằng Trương Đại Ca là một người Hán đang chống lại triều. Lòng của con bây giờ là lòng của một cô gái đáng xuân, nguyện dâng trọn tấm tình cho người Mông trong nước. Con trên những bước dầu dãi phong trần, và con thưa thật với cha rằng con cũng đã nặng tình với Triệu Minh. Cha ngài cho con vì quá yêu mà mang tiếng chơi giang hồ, nay cha rõ được lòng nàng, thôi thì con hãy tự liệu lấy thân. Dạ, Triệu Minh xin cảm ơn, xin biết ơn tại đại hiệp. Vô Kỵ con, cha đã mù, suốt đời vì thù riêng mà quên hận nước, chỉ còn trông đợi ở con. Con nên góp sức mình mà đánh đuổi kẻ thù chung, để khỏi hổ danh là tai nghĩa hiệp. Thưa cha, còn bốn đoạn gãi của Đồ Long Đao và Ý Thiên Kiếm thì sao? Nó vốn đã vô dụng từ lúc chưa gãi đôi, giờ thì con hãy vứt bỏ nó đâu cho rảnh tay đi con à. Con xin vâng lời. Cha, con muốn được đưa cha tới cửa chùa. Con hãy lo cho đại nghĩa. Cha đi, từ biệt hai con. Dương phụ, cha. Dương phụ đã quyết tâm cắt đứt điều phiền não. Đại ca đừng có làm cho cha vướng bận thêm nữa. Đại ca, bây giờ chỉ còn có một mình Triệu Minh với đại ca. Đại ca có nhớ lúc xưa đại ca hứa làm cho em ba việc đúng không? À, phải rồi. Hai việc đã xong rồi. À, hai việc đã xong rồi. Còn việc thứ ba là việc gì? Là anh đang chờ nghe đây. Cái việc thứ ba là như vậy nè. Việc đời hay thay đổi, vinh quang chỉ nặng lòng. Đại ca ơi, đôi mày em lợt lạc, nhờ trưởng phu vệ giúp giùm cho ha. Cái việc này nó không có trái đạo thánh hiền mà còn hiệp nghĩa võ lâm nữa đó nha. Vậy thì từ nay Vô Kỵ này ngày ngày chỉ lo vẽ mày cho ái thê. Đại ca nói thiệt á. Vui đoàn viên cùng nhau hát câu tương phùng, bao sóng gió đã qua đến nơi gặp nhau, bao mơ ước đến nay đã được phi nguyện, mừng dù pháo tâm hồn chứa chan niềm vui, tay trong tay vui khúc ca rung dậy, muôn hoa tươi bên nắng mai xiết bao đẹp xinh. Cho đến khi ba đầu bên nhau. Đại ca, đại ca vẽ cho đúng cái chân mày. Đây, anh vẽ nè. Vẽ là đỡ. Đại ca rung tay.